Một thời tu này của mình nó rất là quan trọng. Dù mình trước thời gian tu nó có nhiều thứ loại tâm mà giống như khi mình vào thời khóa mình đem vào luôn. Nhưng mà mình cố gắng cái thời tu của mình dọn cái tâm mình nó xung quanh cho nó sạch bớt. Khi mình lên mình chân thật một thời tu này chỉ có 1 tiếng thôi, nhưng mà một thời này có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nhất kỳ, giải quyết rất nhiều vấn đề. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng là khi bạn lên công phu mà toàn tâm toàn ý bạn dụng công bạn tu thì bạn sẽ thấy cái kết quả nó sẽ soi dịu tất cả cái trước thời gian tu mà bạn lo âu, bạn bất an nhất kỳ. Nên á, mình tu bằng cái room này lâu lâu thì quý vị biết rằng là nó trên không trung mà nó có những lúc nó cũng sóng gió rồi nó cũng trở ngại một chút, nhưng cái tâm mình quý vị để ý nha, thường là con người mình nó bị cái bệnh quen là cái gì mà thuận lòng với mình thì mình sẽ thích lắm, nhưng cái gì chỉ cần nghịch với mình chút thì nó sẽ rất phiền não. Ví dụ như mình đang tu, giống như mình đang tu rất an lạc, thấy không? Mà chỉ cần mà cái mạng hay gì nó chỉ cần mà trở ngại gì một chút thôi là bản thân mình cảm thấy nguyên thời tu khi mình bị xóa sổ, giống như nó bực mình, nó bị khó chịu chứ không có gì dễ đâu. Nên cái lúc đó là mình dụng công tu hay không là cái lúc đó đó quý vị. Lúc đó rất là quan trọng. Thí dụ như mình đang tu vậy mà gần hết thời tự nhiên cái room nó bị đứng lại một cái, bản thân mình phải an định tâm mình lại liền. Phải an định tâm. Để giữ được một thời tu của mình, cái năng lượng nó giữ được. Cái đó là cái rất quan trọng. Nếu không mà nguyên một cái thời tu của mình sẽ bị mất đi vì cái bực bội của mình. Cái mạng gì vô duyên, dùm gì kỳ cục, thấy không? Nó nên từ nơi đó mà phàm phu nó là như vậy đó. Thí dụ như quý vị nhớ nghe, trong cuộc đời này quý vị làm 100 lần thiện đối với một người, nhưng chỉ cần quý vị phạm phải một điều gì họ không vừa bụng, có thể 99 lần thiện kia quý vị sẽ bị xóa sổ đối với tâm họ. Đối với tâm họ quý vị bị xóa sổ, nhưng đối với việc thiện vị thì không mắc. Việc này vị phải nhớ kỹ. Có nghĩa là tất cả những việc thiện quý vị làm đều không bao giờ mắc, nhưng đối với tâm phàm phu chúng ta sẽ bị xóa sổ. Nếu đặt mình vào họ, có khi bản thân mình cũng bị cái bệnh này luôn. Có khi mình cũng bị luôn đó. Nên nhờ mình mỗi ngày tu tập, mình được sự nhắc nhở, nên mình còn có thể kìm cái tâm mình lại được. Mình còn có thể nghĩ rộng ra, con người đó đến với mình rất tốt, nhiều như vậy. Thì tự nhiên nó sẽ hóa giải một cái việc, hai việc họ lỡ phạm sai lầm. Thí dụ như bây giờ mình sống trong một gia đình với một người chồng, người vợ trong gia đình, có khi mấy mươi năm sống với nhau, có khi mấy mươi năm đó bao nhiêu sự gian chung khó khăn, bao nhiêu cái gian chung khó khăn đó khi sống với nhau. Nhưng lỡ họ phạm phải một điều sai lầm gì đối với quý vị, có quý vị sẽ đổ hết tất cả. Hoặc là họ nói với quý vị lời ngọt ngào mấy chục năm, lỡ bữa đó họ tức, họ lỡ chửi mình một câu, quý vị có khi sẽ tức đến mức không tưởng tượng được. Bởi vì sẽ xóa sổ hết tất cả những lời êm ái dịu dàng của họ đã đến với quý vị. Hãy cẩn thận nghe quý vị. Nên mình là người nghe đạo phải được sự nhắc nhở này để cẩn thận cái tâm mình, nó ghê lắm á chứ không phải giỡn đâu. Đó. Nên từ nơi đó mà có những người đi, mình thương họ đi, họ không còn ở bên mình nữa đi, tâm mình rất thương họ,
mình thấy món đồ của họ, bản thân mình cũng nhớ họ, cũng nhớ họ. Mà có những con người họ rất nhiệt tình đến với mình, mà lỡ họ phạm phải một điều sai lầm gì, mình nhìn món đồ của họ mình cũng ghét họ, trong khi mình cũng đang dùng món đồ của họ mà mình lại đi ghét họ đó. Nếu như mình mà nghe đạo mà quý vị mà nhận thức được thì quý vị sẽ mở tâm lượng ra liền à, nó có nghĩa là mình đang sống và đang dùng món đồ của họ tạo ra mà mình đi ghét họ, thì cái phước duyên mình còn đâu nữa quý vị, phước duyên mình còn đâu nữa bây giờ. Nên trong cái cõi đời này quý vị không khéo, quý vị sẽ rất nản lòng, và quý vị sẽ buông xuôi cuộc đời quý vị. Đó là cái mà chính bản thân mình đi hại mình, chính bản thân mình đi hại mình. Nên những đứa mới nói rằng trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có cái thiệt thòi, mà phải tính vào nhân quả. Đừng đòi hỏi hình thức công bằng, mà phải tin nhân quả. Cái hình thức thế gian đừng đòi hỏi công bằng, nó phải tin nhân quả. Cái nhân sao thì cái quả gì. Mình đòi hỏi nó công bằng nó cũng không được, nó không bao giờ được quý vị đó. Thí dụ như bây giờ những đức đã từng ở một nơi, cái khởi đầu những đức đến nơi đó, thật sự nó chỉ có cái nhà thôi. Những đức đến nơi đó, thí dụ như một chục năm, những đức tạo ra hết tất cả. Nó rõ là trong cái ngôi nhà đó không có cái gì mà không có dính cái tay những đức vô hết. Nó đều là dính cái tay những đức và dính cái tâm những đức vào đó hết. Đến khi một ngày nào khi những đức không còn ở nơi đó, thì cái người trong nhà đó hoàn toàn họ cũng đang dùng món đồ mà những đức đã từng tạo ra. Tất cả cái gì, dù xe cộ phương tiện, cái gì những đức cũng để lại để cho họ sử dụng. Không khéo họ không hiểu, họ chỉ biết một khía nào đó, mà tự nhiên họ mang tâm căm hận, quán thù. Đây là cái hại ai? Hại họ. Mà cái người hại lớn nhất là cái người tung tin. Đó là hại lớn nhất, phá vỡ cái phước của người ta hết, phá sạch luôn quý vị. Thì giống như trong một gia đình quý vị, bây giờ chồng quý vị có lỡ đi ra ngoài, ông có vợ bé, nhưng quý vị phải nhớ rằng là cái sự nghiệp, cái gia đình hoàn toàn là ông tạo ra hết. Quý vị hoàn toàn đổ sạch hết cái công sức của ổng. Quý vị chỉ biết ổng phụ tình mình, là mình chỉ có hạn ổng. Nên nhìn cái gì mình cũng hạn ổng. Có khi tiền mình đang xài cũng có ổng tạo ra, mình cũng hạn ổng luôn. Cái này mình nên ngồi suy nghĩ lại. Mình nên ngồi suy nghĩ lại. Vì con người nó tính vào nhân quả quý vị. Cái duyên gì trong cuộc đời nó cũng tính vào nhân quả. Nếu như quý vị không tính vào nhân quả thì quý vị cứ nhìn cái cảnh thế gian. Mà nhìn cái cảnh thế gian thì quý vị sanh phiền não. Nên con người dù có tu hành, nhưng nếu không đặt vào định lực nhân quả, thì xin thưa quý vị, con người này họ sẽ tính vào công sức của họ. Nhớ kỹ nghe, họ tính vào công sức của họ, và tính vào khả năng tính toán của họ, khả năng sắp xếp của họ. Xin thưa quý vị, có những việc quý vị có tính toán sắp xếp, nó cũng vẫn không thành công. Thật sự. Vì sao? Vì cái nhân duyên đó nó không thành được. Có những việc quý vị an lại cái tâm niệm Phật, và quý vị hãy làm tặng đáy lòng mình, nhưng nó lại thành công. Thí dụ như cái room này nè, những đức là quý vị biết người không biết xài điện thoại, không biết những cái chuyện mà mạng truyền thông nhiều đó quý vị, nhưng mà những đức lại là người dùng mạng truyền thông rất nhiều. Vì thấy rõ ràng không? Thí dụ như lúc trước những đức chia sẻ Phật pháp trên mạng thì rất nhiều, thì thấy rất nhiều. Khi mà lập cái room này thì cái sức ảnh hưởng mà cái room này của chúng ta cũng rất mạnh. Thế thấy, có nghĩa là những đức không có những cái phương tiện dụng cụ cao cấp như người khác, rất đơn giản quý vị, một cái tivi, một cái máy tính, một cái lo vậy rồi xong. Vậy mà trở thành một cái đạo tràng trên không trung cực kỳ lớn luôn đó. Lúc xưa những đức biết một cái vị này, khi ông đi qua bên Mỹ, cái đầu tư của ông ra một số tiền cực kỳ lớn luôn, có khi hơn hàng chục tỷ đồng, để ông đầu tư ra một cái phương tiện để mạng truyền thông, một cái kênh của ông. Nhưng cái ông đầu tư ra thì ông lại không dùng được
giống như ông không phát triển nữa. Cuối cùng bỏ luôn, bỏ nguyên kịch, thấy rõ ràng không? Có thể vì sẽ tính toán sắp xếp ra đặc biệt vô cùng nhưng vì sẽ không thành công. Nhưng Văn Thanh Nguyễn Đức này, hai cái lo mà xài từ đó tới giờ 7-8 năm đó. Rồi một cái cục BU gì đó chút xíu đây, giờ thêm cái tivi, đặt cái máy quay phim trước mặt, cái room này thôi, nhiều thôi. Nếu mà nói cái dụng cụ của những đứa gom lại nó chừng khoảng 50-60 triệu thôi, vậy mà nó đã sử dụng được một cái đạo tràng cực kỳ lớn, đạo tràng cực kỳ lớn luôn, là thành công. Nên thì nó nói bị rõ ràng luôn. Nên có những con người mình tính vào, có nghĩa là cái sức tính toán và cái công sức của mình mới thành công, thì con người này là không tin nhân quả. Nên họ tính vào thành công và thất bại là sức của họ. Quý vị phải nhớ rằng cái thành công nó cũng là có cố gắng và kiên nhẫn, nhưng nó phải gặp thờ, và nó phải hoàn toàn gặp thờ, và nó phải đủ duyên. Giống như những đức đến chùa Hộ Pháp, những đức quản chúng cũng vậy. Có nghĩa là những đức ban đầu không có gì cả, chỉ có cái tâm chân thật thôi, thật sự như đó không có gì hết quý vị. Tướng tá thì xấu xí ốm ho gầy mòn đen thui tù lùi, tiền bạc không có luôn, Phật tử cũng không có luôn. Chùa Hộ Pháp lại là cái địa thế nằm ở trong khu công nghiệp, mỗi ngày cái mùi khu công nghiệp nó bay qua rất hôi, con người ở sẽ cảm giác ban đầu sẽ rất sợ rồi bỏ đi. Có nghĩa là cái thế những đức đến nó là như vậy đó quý vị. Như vậy quý vị biết những đức đã tạo dựng ra một cái nhân duyên không tưởng tượng được. Ngôi chùa Hộ Pháp nó đã bay từ trong nước và tới ngoài nước, đa phần ai cũng biết, thấy không? Cái khởi đầu của những đức là như vậy đó. Hống chi là bây giờ nó đã tạo dựng thành hình, có nghĩa là đa phần người ta đều biết hết. Mà người kế tiếp mà không làm được là do quý vị không gặp thờ. Họ cũng cố gắng đó, chứ ngoài không cố gắng đâu, nhưng họ không gặp thờ. Và điều thứ hai là tâm của họ chưa lớn bằng cái người khởi đầu. Cái quan trọng là cái tâm rất quan trọng. Nếu niệm niệm gì người chân thật thì quý vị sẽ có cái cảm ứng rất lớn. Nên nói là chân thành thì cảm thông, nó là như vậy. Khi mình hiểu được nguyên lý này rồi, nhớ kỹ, con người mình phải tin nhân quả. Quý vị tin nhân quả càng sâu thì quý vị sẽ ít phiền não. Những đức nói cái người tu hành của mình, nếu như quý vị đi vào cái chỗ là tính toán chi ly từng tí, quý vị sẽ không giảng sanh. Con người niệm Phật, người tu hành, nó phải có được sự an lạc và bình thản của nội tâm. Nếu như quý vị là một con người mà đi vào tính từ ly từng tí, từ chút từng chút từng chút, thủ đoạn đủ cách, bảo đảm gì biết người này sẽ không bao giờ giảng sanh. Người nào chỉ cần có cái tâm này thôi là người này thường khó chịu, bực bội và ít bao giờ được tự tại. Có người mà thường giận hờn một chút là quên đi, là người không tính từng ly từng tí, nó không tính từng chút một, nó không thủ đoạn nhiều, thì con người này rất mau hết giận hờn. Còn một con người mà từ ly từng tí, tính toán so đo thủ đoạn đủ cách, xin thưa quý vị, con người này cái tâm nó không đơn giản. Và người này dù có tu đi chăng nữa thì cũng khó thế nào có được sự an lạc của nội tâm. Và họ thường bị cái bệnh là lo trước, lo sau, lo được, lo mất. Còn nếu như quý vị đi sâu vào tính nhân quả thì 100% quý vị sẽ có tự tại liền. Vì tính nhân quả, hoàn toàn tính nhân quả, quý vị sẽ không thấy thiệt thòi, không thấy thiệt thòi. Và thấy cái cuộc đời này mấy mươi năm, quý vị sẽ không bao giờ có thiệt thòi. Và cái mà được của quý vị là cái thế giới cực lạc. Chứ quý vị không cầu cái gì ở cõi này được mà chấp nặng, quý vị chỉ có cái cầu ở thế giới cực lạc. Nên mỗi ngày chúng ta nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc của cái khởi đầu buổi sáng, thì một ngày quý vị cực kỳ tuyệt vời, quý vị sẽ không thấy vị thiệt thòi đâu, chắc chắn quý vị luôn. Cái nghĩa là đi đâu cũng cầm theo cái máy bấm số niệm Phật, nhớ không? Chỗ nào ngồi đợi ai thì bấm số niệm Phật, niệm Phật từ từ sẽ đến. Đèn đỏ đến thì bấm số niệm Phật, hoặc là niệm Phật một chút tới đèn xanh. Có nghĩa là ngồi đợi ai đừng nên háo hức, đừng nên gấp gáp, hãy bấm số niệm Phật chờ một chút đi. Khi người đó đến gặp quý vị sẽ có một động tác tiếp đón rất là tuyệt vời. Còn nếu như quý vị ngồi đợi người ta lâu mà tâm tư quý vị háo hức, sao mà lâu quá, hứa người ta mà lâu ghê, giờ này mà chưa đến, mấy giờ chưa đến, mấy giờ chưa đến,
Quý vị lúc đó tâm quý vị sẽ nổi cáo lên sân si. Và khi vừa sân si nổi cáo lên mà cái người đó mà mang cái mặt đến là quý vị sẽ muốn chửi cái người đó liền, là quý vị sẽ bị thất bại. Hiểu chưa? Nên bất cứ thời điểm nào cũng đem câu Phật hiệu ra để áp dụng thì mình sẽ thành công rất là cao. Đó, quý vị biết rằng chính bản thân nhận thức rõ ràng luôn nè, cái nhân duyên với con người, cái nhân duyên mọi mặt rất là lớn. Quý vị thấy không? Phật thử cái tâm mình có tín nguyện niệm Phật hay không. Nhưng Đức đã từng nói rằng tan nhà mất mạng cũng tin câu A Di Đà Phật, đúng không? Mạng này chưa mất nhưng mà giống như sạch sẽ hết luôn, bạn còn niệm Phật nữa hay không? Đó, thấy không? Nếu mạng này mất sao tu, thấy chưa? Nên từ nơi đó, nhà thì giống như mắt rồi đó. Nó, con người, tình cảm con người thì giống như những tình cảm bên cạnh mình nó bị chuyển biến hết trơn. Chuyển biến hết quý vị, đa phần luôn. Quý vị lúc này còn tin Phật nữa hay không? Phải tin. Là thấy mình không thiệt thòi, phải tin. Nó lại có lại những cái tình cảm chân thật cũng không thiếu quý vị. Thật sự. Chắc những đứa nghĩ rằng quý vị đang ngồi đây là quý vị là những người, những đức với vị đang còn duyên rất dày, nghe không? Còn có những loại nhân duyên mà những đức với họ chỉ đến đó thôi, nhưng mà mong rằng gỡ đến cho họ. Hãy suy nghĩ lại những gì con người đó đã đến với mình trong khoảng thời gian 10 năm, cỡ nào cũng là công sức cực kỳ lớn của khởi ban đầu rất cực. Có một căn nhà không quý vị cũng khó ở, họ đã tạo ra một phương pháp tu, họ đã tạo ra tất cả phương tiện cho quý vị để ở trong đó. Nói đây không phải để họ đừng trách những đức, mà những đức mong họ đừng làm những việc mà mỗi ngày tổn phước của họ. Vì những đức ở một phương nào đó, những đức vẫn mỗi ngày niệm Phật và mong họ được bình an. Nhớ kỹ, tâm những đức không có tâm xấu đối với họ. Mong rằng hãy nhớ ơn để sanh phước duyên của mỗi ngày. Thật sự, chúng ta nên tập nhớ ơn quý vị à. Giống như cuộc đời những đứa đi tu 15 năm, nếu tìm ra bạn xuất gia trong 15 năm chỉ nghĩ là bạn trong thuận nghịch, nhưng những đứa thấy bạn trong nghịch ít thấy bạn trong thuận. Nhưng đối với hàng cư sĩ thì bạn những đức cư sĩ lại có những người bạn có thể sát cánh những đức lúc thịnh và lúc suy. Những đức có một người bạn, người nữ hiện tại ở bên Đài Loan. Quý vị biết rằng là những đức với người bạn đó, từ cái lúc những đức biết Phật Pháp là cư sĩ, đã biết nhau. Đến bây giờ tính ra gần khoảng 18 năm. 18 năm bao nhiêu sự thăng trầm. Khi những đức gặp sự cố thì người bạn nó xuất hiện. Nghĩa là tất cả mọi mặt phương tiện người bạn nó đều muốn giúp những đức hết. Sự nghiệp người bạn nó tạo ra, người bạn nó đều muốn đưa cho những đức. Từ nhà cửa cho tới phương tiện, mọi mặt người bạn đều muốn đưa những đức. Người bạn nó nói một câu: mình biết bạn sẽ không bao giờ tiếp nhận sự cái giúp đỡ mà bạn có thể phát triển được, làm được. Bạn không bao giờ tiếp nhận. Nhưng mình mong bạn khi khó khăn nhất hãy cho mình cơ hội để được giúp bạn. Có nghĩa là cư sĩ vậy. Và có một số người cư sĩ đang ở bên cạnh như đức. Lúc những đứa khó khăn nhất mà những người cư sĩ này rất tầm thường mà cũng chưa chắc thăng gì mấy. Nhưng mà lại lúc khó khăn nhất họ lại là những người bên cạnh như đức. Đây cũng là nhân duyên giữa những đức với họ rất dài. Cũng không thiếu, hiện tại rất nhiều. Nhưng nhiều người hiện tại cũng đang không biết những đức đang ở đâu. Nhưng những đức thấy rõ ràng, người bạn 18 năm chờ là cư sĩ, người nữ, hiện tại đang sống ở Đài Loan. Những đức biết Phật tử ở đây có những người 10 năm, mười mấy năm, biết với nhau. Dù gặp sự trở ngại gì, họ vẫn thông cảm. Dù họ là cư sĩ ngoài đời đó, mà những đức hỏi họ vì sao họ thông cảm được cho những đức. Họ nói rằng, tính vào chỗ mà thầy giúp đỡ nhiều quá. Khi thầy dấp té, thì làm sao mà đạp thầy thêm một đạp nữa. Sống như vậy thì tình người ở đâu? Hãy ngồi suy nghĩ lại quý vị à. Mình là người tu mà quý vị. Con người ai mà không có cái vấp ngã quý vị. Thật sự, ai mà không có vấp ngã. Cái quan trọng quý vị có đứng lên hay không thôi. Hiểu không?
Nên những đức mong rằng những người mà đã từng biết những đức, hãy nghĩ lại những lúc mà bản thân những đức lo lắng cho họ bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, mong cho họ mỗi ngày có nụ cười, có niềm vui. Dù những đức có lỡ vấp ngã cái gì, mong họ đừng mang tâm hận thù để tạo thêm nghiệp chướng. Còn riêng những đức cũng không biết điều thương, điều ghét đó đâu. Nhưng mà hãy mở tâm lượng ra và hãy suy nghĩ người đó đến với mình như thế nào để mang tâm cảm ơn để niệm Phật. Đừng mang tâm oán thù để niệm Phật. Và tất cả phương tiện sống của mình có khi hiện tại họ đang còn ở đó, đa phần bất cứ món đồ gì cũng có đôi tay những đức dính vào và tâm những đức dính vào. Dù phương pháp tu sau này có thay đổi thì cũng là chính tâm những đức đặt vào đó. Nếu không có cái khởi đầu đó thì làm sao có được cái mà hiện tại hôm nay. Nên chúng ta nên sống bằng tâm cảm ơn. Như bản thân những đức, cảm ơn ngôi chùa đầu tiên những đức đến, cảm ơn ngôi chùa thứ hai những đức đến, và cảm ơn những người đã lãnh đạo sắp xếp cho những đức. Thật sự cảm ơn. Hãy mang tâm đó để tu tập quý vị, thì nghiệp chướng gì mà không tiêu trừ quý vị. Chúc quý vị an lạc, và chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị à. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.